Đi. I am ơi, I'm from Long Hòa Lower Secondary School, Cần Đức District. Thầy xin chào tất cả các em. Thầy tên Bùi Long ơi, đến từ trường Trung học Cơ sở Long Hòa, huyện Cần Đức. Hôm nay thầy rất vui sướng được cùng đồng hành với các em qua chương trình dạy học trên truyền hình do Sở Giáo dục và Đào tạo Long An thực hiện. Trong tiết học ngày hôm nay, thầy gửi đến cho các em chương trình tiếng Anh lớp 6, bài số 10, Unit 10, A houses in the future. Sau đây chúng ta bắt đầu bài học nhé. Let's begin the lesson. Unit 10: A houses in the future. Nhà cửa trong tương lai. Trong nội dung bài số 10 này, các em cần ghi nhớ ba nội dung cơ bản nha. 1. Vocabulary, từ vựng. 2. Pronunciation, ngữ âm. 3. Grammar. Ngữ pháp Bây giờ chúng ta tìm hiểu từng nội dung nha 1. Vocabulary A. Types of houses Types of houses Các loại nhà cửa Sau đây mình xem một số hình ảnh về các loại nhà cửa nha Types of houses 1. Townhouse City house Nhà phố 2 country house. Nhà ở miền quê. Three. Villa. Biệt thự. Four. UFO. Nhà kiểu UFO. Five. Building. Tòa cao ốc. Six. Stilt house. Nhà sàn. Seven. Palace. Lâu đài. Cung điện. Sau đây mình ôn lại cách từ này nha. What's this? Town house. City house. Yes. What's this? Country house. Okay. What's this? Villa. Yes. What's this? UFO. Good. What's this? Building. Okay. What's this? Stilt house. That's great. What's this? Alice. Good. Mình chuyển sang phần B nha. B, appliances. Appliances là các thiết bị. Sau đây mình tìm hiểu một số các thiết bị trong gia đình nha. B, appliances. Fridge. Fridge, tủ lạnh. Tên đầy đủ của nó là refrigerator. Refrigerator. Yes solar energy, solar energy. Năng lượng mặt trời. Wireless TV, wireless TV. Truyền hình không dây. Robot, robot. Con robot. Dishwasher, dishwasher. Máy rửa chén. Washing machine, washing machine. Máy giặt. Chúng ta tiếp tục nhé. Đây là hai nội dung cơ bản trong phần vocabulary các em cần ghi nhớ và học ở nhà nha. Mình bắt đầu làm bài tập. Exercise 1. Exercise 1. Match the appliances in A with what they can help us to do in B. Bài tập số 1 này yêu cầu các em kết nối các thiết bị appliances ở cột A tương ứng với những gì mà chúng có thể giúp chúng ta làm ở cột B nha. Bây giờ mình tìm hiểu hai cột. A. 1. Electric cooker nồi cơm điện. 2. Dishwasher, máy rửa chén. 3. Fridge, tủ lạnh. 4. Computer, máy vi tính. Còn cọc bi thì sao? A. Receive and send emails, nhận và gửi thư điện tử. B. Keep food fresh, giữ thức ăn tươi. C. Cook rice, nấu cơm. D. Wash and dry dishes, rửa và sấy khô bát chén bây giờ mình bắt đầu kết nối nha 1. electric cooker make c cook rice 2. dishwasher make cheese d wash and dry dishes 3. fridge make b keep food fresh 4. computer make A receive and send emails. Mình chuyển sang bài tập thứ hai nha. Exercise 2. Exercise 2. Multiple choice. Bài tập chọn lựa câu đúng. 1. 1. An electric cooker can help us to. A keep food fresh, B receive and send emails, C wash and dry dishes, D cook rice. Ở câu này mình chọn Go. d cook rice an electric cooker can help us to cook rice Mình tiếp qua câu số hai nha. number 2 two a fridge can help us to a cook rice b receive and send emails c keep food fresh d wash and dry dishes ta chọn câu c yes keep food fresh a fridge can help us to keep food fresh number 3 3 a computer can help us to a keep food fresh b receive and send emails c wash and dry dishes d cook rice Ta the b receive and send emails yes a computer can help us to receive and send emails. Mình chuyển sang phần 2, pronunciation nhé. 2. Pronunciation. Stress in two syllable words. Bài tập về stress in two syllable words. Dấu nhắn ở những từ có hai âm tiết. Thông thường, các từ có hai âm tiết thì dấu nhắn của nó nằm ở phần thứ nhất. Ngoài ra cũng có một số trường hợp ngoại lệ. Sau đây các em hãy làm bài tập số 1 nhé. Exercise 1. Exercise 1. Listen and repeat the words. Bài tập này yêu cầu các em hãy lắng nghe và lặp lại các từ này nhé. Picture. Robot. Bedroom. Kitchen. Housework. Palace village mountains ở nhà các em cố gắng luyện tập các từ này phát âm cho nó đúng nha chúng ta sẽ chuyển sang bài tập thứ hai exercise 2 exercise two listen and choose one word which is stressed differently from the others bài tập số 2 này yêu cầu các em hãy lắng nghe và chọn một từ có cách phát âm khác biệt với ba từ còn lại nhé one, one. A, father. B, mother. C, teacher. D, hotel. Ta chọn câu D, hotel. Hotel khách sạn. Two. Two. A, doctor. B, worker. C, machine. D, picture. Ta chọn câu C, machine. Machine máy máu. 3. 3. A. palace, B. career, C. village, D. robot. Ta chọn câu B. career. Career. Nghe Sao đây các em chuyển sang phần số 3 về grammar nha. 3. Grammar. Trong phần grammar này các em cần ghi nhớ A. Adverbial phrases of place. Adverbial phrases of place. Cụm trạng ngữ chỉ nơi chốn. B. The future simple tense with will. The future simple tense with will. Thì tương lai đơn với từ will. C. Modal verb with might. Modal verb with might. Động từ khiếm khuyết với từ might. Sau đây chúng ta đi tìm hiểu từng nội dung nha. A. Adverbial phrases of place. Adverbial phrases of place. Cụm trạng ngữ chỉ nơi chốn. Thông thường thì prepositions of place. Giới từ chỉ nơi chốn đi đầu. Thường có các giới từ như on, in, at, vân vân. Theo sau nó là article mẫu từ gồm có a, an, hoặc the. Theo sau mẫu từ là nào danh từ. Example, ví dụ. Bây giờ các em nhìn vào tranh nha. Look at the picture. Cái tranh này là đang nói về biển cả, đại dương. In the ocean, ở ngoài đại dương. Sau đây mình làm bài tập số 1 nha. Exercise 1. Exercise 1. Order the words to make a phrase about a place. Each group has one extra word. Bài tập số 1 này yêu cầu các em hãy sắp xếp các từ này lại thành một ngữ nói về địa điểm. Mỗi nhóm từ đều có dư một từ. Chúng ta bắt đầu nha. One, see, a, uh, in, the yes in the sea ở ngoài biển chúng ta tiếp tục câu số 2 nha two on in the city yes in the city ở trong thành phố mình tiếp tục câu số 3 nha three moon in the on yes on the moon ở trên mặt Four. The on in mountains. Yes, in the mountains. Ở trên núi. Mình tiếp tục qua phòng B nha. B. The future simple tense. The future simple tense. Thì tương lai đến. Modal verb. Will plus verb we use the future simple to talk about an action that happens in the future. Động từ khiếm khuyết với từ will. Will có nghĩa là sẽ. Sẽ là nói về tướng lai. Sao will là động từ nguyên mẫu không? To. Chúng ta sử dụng thì tương lai đơn để nói về một hoạt động sẽ xảy ra trong tướng lai. Trong thì tương lai đơn có 3 thể. One, affirmative. Two, negative. 3 interrogative ba thể khẳng định phủ định và nghi vấn ở thể khẳng định thì tương lai đơn có công thức như sau chủ từ cộng will cộng động từ nguyên mẫu không tố vậy là will đứng sau tất cả các chủ từ như là i will we will you will they will he will she will it will từ will còn hình thức rút gọn lại là hai chữ L cuối cùng đứng trước nó là dấu phẩy cao. Các em thúc cụm từ này vào sát với lại các đại từ nha. Bây giờ mình nghe cách phát âm đầy đủ và hình thức rút gọn của từ will nha. I will, I'll, we will, will, you will, your, they will, they'll. He will, he will, she will, she will, it will, it Còn thể phủ định thì sao? Ta thêm not sao will, vậy là will not. Will not cũng còn được rút gọn lại thành từ want. Sao want? Các em dùng động từ nguyên mẫu không tu nha. Còn thể nghi vấn thì sao? Ta đảo will lên đâu? câu và cuối câu có dấu chấm hỏi. Câu hỏi này thuộc loại câu hỏi yes no. Vì vậy mình phải lên giọng cuối câu nha. Bây giờ mình tìm hiểu về một số trạng từ được sử dụng trong thì tương lai đơn này nha. Adverbs, tonight, tomorrow, next week, next month, next year, next summer, next Sunday, soon, in 2030 in the future tonight tomorrow next week next month next year next summer next sunday các em thấy từ next thì hãy nghĩ ngay đến thì tương lai nha soon in 2030 in the future chúng ta tiếp tục làm bài tập số 1 nha exercise 1 Exercise 1. Look the pictures and fill the blanks with will or want to make the sentences true for you. Bài tập số 1 này yêu cầu các em nhìn vào tranh và điền vào chỗ trống với từ will hoặc hình thức rút gọn của nó hoặc là từ wants để tạo ra thành câu đúng với sự thật đối với các em. Example. I think I'll listen to music this evening. Yes. Ví dụ, tôi nghĩ rằng tôi sẽ nghe nhạc vào tối nay. Bây giờ các em làm bài tập nha. One, I think I stay at home tonight. Tonight là tối nay, đó là dấu hiệu của thì. Stay at home là ở nhà. Các em nhìn vào tranh coi, có phải mình ở nhà không? Ok, đúng rồi. Vậy thì mình dùng từ will hay từ want? Mình dùng từ will. I think I will stay at home tonight. Number two, my friends go to the library this afternoon. This afternoon là dấu hiệu của thầy. Go to the library là đi đến thư viện. Các em nhìn vào tranh coi. Cinema là rạp chiếu bóng. Vậy là mình không có đến thư viện rồi. Vậy thì mình dùng từ will hay want? Want. Yes. My friends won't go to the library this afternoon. Mình chuyển sang câu thứ ba nha. My mom make a cake today. Today là dấu hiệu của thế. Make a cake là làm bánh. My mom, mẹ mình, nhìn vào tranh coi mẹ có làm bánh không? Có. Vậy thì mình dùng will hay want? Will. Okay. My mom will make a cake today. Mình chuyển sang câu thứ tư nha. I have an English test tomorrow. Tomorrow là dấu hiệu của thì. Have an English test. Làm bài kiểm tra tiếng Anh. Ồ, oh, nhìn vào hình coi. Có phải là kiểm tra môn tiếng Anh không? Ồ, oh, no. Đây là môn math. Vì vậy mình dùng từ will hay want? Want. I won't have an English test tomorrow. Mình chuyển sang bài tập thứ hai nha. Exercise 2. Exercise 2. Write sentences using will or won't and the words given. Bài tập này yêu cầu các em viết lại thành câu sử dụng từ will hay từ won't và các từ được gợi ý bên dưới nha. Number 1. Computer. Do housework computer máy vi tính nhìn vào tranh đi máy vi tính có làm công việc do the housework không oh no vậy thì mình viết câu này lại như sao the computer Won't do the housework máy vi tính sẽ không làm công việc nội trợ mình tiếp câu số 2 nha two robot water flowers nhìn vào con robot coi nó có làm công việc là water the flowers không? Oh yes! Vậy thì mình viết câu này như thế này nha. The robot will water the flowers. Con robot sẽ tưới hoa. Các em tiếp qua câu số 3 nha. Smart TV, cook meals. Nhìn vào Smart TV, truyền hình thông minh. Nó có làm công việc là nấu ăn không? Oh no Vậy thì mình nói câu này như thế nào nhỉ? Yes, the smart TV won't cook meals Truyền hình thông minh sẽ không nấu ăn Mình tiếp qua câu số 4 nha Robots take care of children Nhìn vào mấy con robot này coi Nó có làm công việc take care of children không? Take care of children có nghĩa là chăm sóc mấy đứa nhỏ Oh yes, Vậy thì mình viết câu này như thế này nha The robots will take care of children. Mấy con robot sẽ chăm sóc mấy đứa nhỏ. Mình tiếp tục qua phần C nha. C. Modal verb. Might plus verb. Động từ khiếm khuyết. Might. Might for future possibility. Might for future possibility. Might dùng để chỉ một khả năng trong tương might might có nghĩa là sẽ có thể. We use might plus verb to talk about actions that are possible in the future. We are not sure if they will happen or not. Chúng ta sử dụng might sau nó là một động từ nguyên mẫu không tu để nói về các hoạt động mà nó sẽ có thể xảy ra trong tương lai. Chúng ta cũng không chắc chắn lắm. Đối với động từ might cũng có 3 thể affirmative, negative, interrogative. Thể khẳng định của nó có công thức như sau. Chủ từ cộng might cộng động từ nguyên mẫu không tu. Còn thể phủ định thì sao? Ta thêm not sao might, Might not. Còn thể nghi vấn thì sao? Ta đảo might lên đầu câu. Cuối câu có dấu chấm hỏi và câu hỏi này thuộc loại câu hỏi yes No. Vì vậy các em nhớ lên giọng cuối câu nhé. Sau đây chúng ta sẽ xem một số ví dụ về might nha. Example. We might have robots to do our housework. We might have robots to do a housework. Có thể chúng ta sẽ có những con robot để làm công việc nhà của chúng ta. They might not travel in cars. They might not travel in cars. Có thể họ sẽ không đi du lịch bằng ô tô. Might they live on the moon in the future? Might they live on the moon in the future? Trong tương lai, họ sẽ có thể sống ở trên mặt trăng chứ? Đây là ba câu ví dụ về thể khẳng định might have, thể phủ định might not travel và thể nghi vấn might they Bây giờ các em bắt đầu làm bài tập số 1 nhé. Exercise one. Exercise one. Think about what you might do or have in the future. Bài tập số 1 này yêu cầu các em là hãy nghĩ về những gì các em sẽ có thể làm what sẽ có thể có trong tương lai. Mình dùng mẫu câu I might have to để mình thực hành nhé. Nào, number one a smartphone, điện thoại thông minh, surf the internet, lướt internet. Câu này mình sẽ nói như sao? I might have a smartphone to surf the internet. Có thể mình sẽ có một chiếc điện thoại thông minh để lướt internet. Mình tiếp câu số 2 nhé. A robot do the housework. Yes, I might have a robot to do the housework. Có thể mình sẽ có con robot để làm cái công việc nhà. Mình tiếp tục câu số 3 nha. A laptop. Study English more easily. Một chiếc laptop để học tiếng Anh dễ dàng hơn. Vậy thì mình nói câu này như thế này nha. I might have laptop to study English more easily. Mình chuyển sang câu thứ tư nha A washing machine Máy giặt Wash my dirty clothes Giặt quần áo dơ của mình Câu này mình nói như sao I might tell a washing machine To wash my dirty clothes Có thể mình sẽ có chiếc máy giặt Để giặt quần áo dơ của mình Mình chuyển sang bài tập thứ hai nha Exercise 2 Exercise 2. Choose the best answer to complete the sentences. Bài tập số 2 này yêu cầu các em hãy chọn câu trả lời đúng để hoàn thành các câu bên dưới nha. Number 1. Future houses might much cheaper than current houses. Nhà cửa trong tương lai thì sẽ có thể rẻ hơn nhà cửa trong hiện tại. Từ current houses, nhà cửa trong hiện tại, Sao mai các em dùng gì nhỉ? Động từ nguyên mẫu không tu. Vậy thì mình chọn A, B, B, R, C, tu B, D, B. Vậy thì mình chọn câu nào? A, B. Future housing might be much cheaper than current houses. Mình tiếp tục qua câu số 2 nhé. A house in the future, electric city. A. Can't use B. Don't use C. Doesn't use D. Might not use Mình chọn câu nào nhỉ? Trong câu số 2 có từ In the future là để chỉ về tương lai Vậy thì câu nào để nói về tương lai? Đó là D. Might not use Yes A house in the future might not use electric city mình tiếp tục qua câu số 3 nha. He might help his father to the flowers this afternoon. A. Waters B. Water C. Want water D. Will water Sao chữ tu, các em dùng động từ nguyên mẫu. Vậy thì mình chọn câu nào? B. Yes. Water he might help his father to water the flowers this afternoon. Mình chuyển sang tiếp theo nha. In yeah, short. Sure. Bài số 10 tóm lại in short. Trong nội dung bài số 10 này các em cần ghi nhớ ba nội dung cơ bản. Đó là one vocabulary từ vựng. Các em cần ghi nhớ hai nội dung. A. Types of houses các loại nhà cửa. B. Appliances Các thiết bị Phần số 2 Pronunciation Các em cần ghi nhớ Stress into syllable words Dấu nhắn ở những từ có hai âm tiết Số 3 Three Grammar Ngữ pháp Trong phần ngữ pháp này các em ghi nhớ ba nội dung A. Adverbial phrases of place cấm rạng ngữ chỉ nơi chốn. B, the future simple tense with will. Thì tương lai đơn với từ will. C, modal verb with might. Động từ khiếm khuyết với từ might. Bài học của thầy đến đây là hết rồi. Thầy xin chào và tạm biệt các em nhé. Thầy chúc các em chăm ngoan, học giỏi và yêu thích môn tiếng Anh nhé. Now, thanks for your attention. Goodbye. See you again.